Xin chào quý bạn. Ở trong cái video trước mình cũng giới thiệu các tính năng của chiếc camera H8C 4G này. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn các tính năng của chiếc camera H8C 4G này. Với chiếc camera này thì là độ phân giải 3B 2K và cắm SIM 4G. Và bây giờ mình sẽ đi cắm SIM vào chiếc camera và cắm thẻ nhớ cho chiếc camera. Và SIM thì là loại cỡ SIM nhỏ micro, còn thẻ cũng là micro, là đều là dạng thẻ nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lấy một cái tô vít bốn cạnh loại nhỏ, chúng ta tháo ở cái khu vực lắp SIM. Đây là cái khu vực lắp SIM và thẻ nhớ và nút reset của chiếc camera H8C 4G. Đấy, dùng tô vít nhỏ bốn cạnh và chúng ta sẽ đi tháo và để chúng ta đi lắp đặt SIM và thẻ nhớ vào cho chiếc camera. Và bây giờ mình sẽ đi tháo. Đây, chúng ta sẽ dùng tô vít bốn cạnh loại nhỏ nhỏ. Đây các bạn, khu vực này là ở trên là cái khu vực lắp SIM và dưới là khu vực lắp thẻ. Và ở trên cái khu vực lắp SIM và lắp thẻ đều có cái phần khuyết bên tay trái, đều còn khuyết bên tay trái các bạn nhé. Và đây các bạn sẽ cắm này, cầm cái SIM như này, phần khuyết bên tay trái khi các bạn cầm chiếc camera như này. Và chúng ta dùng móng tay chúng ta ấn, hay là chúng ta dùng cái tô vít vừa này, tô vít vừa lại mũi nhọn vừa nãy đẩy tách cái thì chúng ta thấy là cái SIM đã ba. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thẻ nhớ ra để chúng ta lắp vào cho chiếc camera. Và chiếc camera H8C 4G này thì nó hỗ trợ đến cả thẻ micro SD tới đến 512GB. Đây, và chúng ta sẽ cầm SIM như này và cầm cam như này. Đây, cầm cam như này nhé. SIM, phần thẻ, phần khuyết. Đây, nhớ khuyết bên tay trái và chúng ta dùng cái tô vít nhỏ đấy. Này. Đấy, tách cái là được. Và sau khi chúng ta lắp SIM và thẻ rồi thì chúng ta sẽ đi cắm điện cho chiếc camera. Và chúng ta sẽ lấy nguồn của chiếc camera để chúng ta đi cắm điện. Và các bạn sẽ đây cái phần rắc nguồn của trên chiếc camera và rắc nguồn của cái adapter và chúng ta sẽ cắm vào đây. Khi cắm thì các bạn nhìn thấy cái đèn của chiếc camera, đây là đèn báo tín hiệu của chiếc camera đã đỏ và chứng tỏ là chiếc camera đã có điện cho. Và chiếc camera bây giờ chúng ta sẽ vào điện thoại để chúng ta đi cài đặt và cùng nhau review cái sản phẩm camera H8C 4G của Ezenbeat. Và chiếc camera đang khởi động. Ở trên điện thoại mình thì đã có tải và cài đặt và đăng ký một tài khoản Ezenbeat ở trên điện thoại và chúng ta sẽ vào phần mềm. Ở đây thì phần mềm của mình đã có tạo sẵn mật tài khoản bằng gửi số điện thoại và bây giờ mình sẽ chỉ cần gắn chiếc camera này vào để chúng ta theo dõi ở trên điện thoại. Với chiếc camera 4G này thì các bạn sẽ
cài đặt như sau. Các bạn cũng bấm vào dấu cộng và các bạn bấm chữ quét QR. Và chúng ta sẽ đưa điện thoại của chúng ta vào phần mã vạch của chiếc camera. Hoặc là ở trên quyển sách hướng dẫn, ở trên cái sản phẩm camera EZBit thì các bạn sẽ lấy cái mã vạch ở đâu? Thì lấy mã vạch ở khu vực ở dưới cái đấy của chiếc camera. Thì các bạn sẽ cầm như thế này. Đấy. Hoặc là ở trong quyển sách hướng dẫn. Và chúng ta sẽ bóp vào đây và cái đấy nó sẽ hở ra. Và cái phần này phần tem mã vạch của cái sản phẩm EZBit. Và bây giờ chúng ta sẽ đi quét mã vạch. Chúng ta lấy điện thoại đưa vào phần mã vạch này. Các bạn đưa điện thoại là phần mã vạch phần vuông nhé. Mã vạch vuông ở trên cái khu vực đế của chiếc camera. Khi các bạn quét xong thì chúng ta nó sẽ báo như này. Và chúng ta sẽ bấm vào chữ gán. Chỉ cần cắm sim vào cái là nó sẽ khởi tạo luôn. Và chúng ta chỉ bấm chữ đây, các chế độ cài đặt, thấy ok rồi. Chúng ta bấm chữ kế tiếp. Và ở đây thì các bạn có thể đặt mật khẩu cho chiếc camera. Nếu các bạn không muốn đặt mật khẩu mới cho chiếc camera thì các bạn sẽ bấm mũi tên bên tay trái. Và chúng ta bấm kế tiếp. Và chúng ta muốn đặt tên như thế nào và tích vào đây, bấm đã xong. Và chiếc camera này đã được gắn vào tài khoản. Chiếc camera A8C 4G đã được gắn vào tài khoản ở trên điện thoại và chúng ta xem được trên điện thoại rồi. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn các tính năng của chiếc camera. Thì hiện tại thì chiếc camera này mình đang để ở chế độ là đang ở bàn. Và chiếc camera này thì sẽ lắp được ở những cái khu vực không có mạng và chúng ta chỉ cần cắm sim 4G và chúng ta sẽ xem được chiếc camera. Và đây là cái hình ảnh thực tế, mình chỉ lật hình ảnh cho các bạn để cho các bạn xem nó dễ. Và các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt hình ảnh. Các bạn sẽ bắt ra. Đây là cái hình ảnh mình review với không gian nhỏ. Với cái độ phân giải của chiếc camera. Đây các bạn, độ phân giải của chiếc camera. Cái độ sắc nét nó rất cao. Và nếu các bạn muốn chọn độ sắc nét cao hơn thì bạn sẽ hãy lựa chọn cái hình ảnh phù hợp để chúng ta sẽ xem và nó tốc độ truy cập vào chiếc camera nó sẽ cao hơn. Và review về cái hình ảnh. Còn nếu các bạn là ở thời gian sau ấy thì mình sẽ có thời gian và mình sẽ review cho các bạn cái hình ảnh thực tế của chiếc camera này. Với chiếc camera 3M thì của chiếc camera EZBit cái độ hình ảnh của nó là theo dõi mọi thứ đều sắc nét và rõ ràng hơn. Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn các tính năng của chiếc camera. Thì chiếc camera này thì nó sẽ đàm thoại hai chiều và có xem ngày đêm có màu. Và mình sẽ cài đặt chế độ là theo dõi theo người hay là đây chúng ta sẽ bấm vào cài đặt của chiếc camera. Ở đây theo phần do tim thông minh nó sẽ có mới chế độ là dạng người phát hiện theo thay đổi hình ảnh, thì các bạn sẽ lựa chọn theo tùy chế độ các bạn mong muốn. Thì chúng ta sẽ lựa chọn vào đây trong cái mục này. Nếu các bạn bấm muốn áp dụng thì các bạn sẽ phát hiện dạng con người. Đây, bật chế độ phát hiện dạng người. Về phía dạng người, các bạn bật lên. Khi có người chuyển động thì nó sẽ dạng phát hiện cho các bạn. Phần thông báo tin nhắn. Thì các bạn muốn nhận dạng là đẩy cả tin nhắn và hình ảnh về thì bạn bật chế độ này lên. Cài đặt hình ảnh. Đây là chế độ là cảnh báo bằng âm thanh. Nó sẽ thông báo cho các bạn về điện thoại hoặc là báo ở trên camera. Cài đặt hình ảnh.
Cài đặt hình ảnh ở đây thì có các chế độ là các bạn muốn xem chế độ là ngày đêm có màu hay là ngày đêm đen trắng, tùy các bạn sẽ lựa chọn cái chế độ các bạn mong muốn. Ví dụ như là chế độ như xuyên đêm có màu và xuyên đêm ban trắng, xuyên đêm đen trắng và chế độ ban đêm thông minh. Chế độ ban đêm thông minh này thì các bạn sẽ là chuyển chế độ ban đêm thông minh này là khi có chuyển động thì nó sẽ bật đèn và giúp chúng ta xem được chiếc camera ban đêm của màu OSD. Thì sau khi bật chế độ này thì sẽ thử tất cả các video do càng quay lại. Các bạn muốn tắt logo ở trong này, còn muốn đặt hình ảnh của chiếc camera H8C 4G này thì các bạn bật tắt ở đây. Còn cài đặt chế độ PTZ. Chế độ PTZ này thì các bạn sẽ là bật chế độ là theo dõi thông minh và hiệu chỉnh vị trí ở chiếc camera. Chiếc camera này nó sẽ là quay 360 độ cho các bạn khi các bạn bật cái chế độ này. Cài đặt thành công. Đấy là việc cài đặt PTZ. Ở trong cái mục danh sách bản ghi đây thì ở đây các bạn muốn chế độ là ghi theo dạng sự kiện hay là ghi theo 24 giờ. Và đây chiếc camera, nếu các bạn muốn khi các bạn lắp một chiếc camera chiếc thẻ nhớ vào cho chiếc camera thì các bạn bấm khởi tạo ở đây để chiếc thẻ nhớ này nó về mục đích, và chiếc thẻ nhớ này mình đang sử dụng nên nó sẽ là sử dụng ghi hình luôn. Chúng ta bách ra mạng ở đây thì các bạn nhìn thể hiện luôn cho các bạn là đang sử dụng 4G, đang không sử dụng gì cả. Thông tin sử dụng và đây là quyền chia sẻ cho chiếc camera cho những người khác xem. Đây là mình đã review cho các bạn các tính năng và cài đặt các tính năng của chiếc camera H8C 4G dạng độ phân giải nó là 3M2K và có khe cắm thẻ SIM 4G và cắm thẻ nhớ để chúng ta lưu trữ. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video review sản phẩm, review và cài đặt cùng đi tìm hiểu các tính năng của chiếc camera H8C 4G 32K này. Mình đã cũng hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt, việc là gắn thêm chiếc camera vào tài khoản để chúng ta xem trên điện thoại. Bạn cần tư vấn, cần lắp đặt chiếc camera H8C 32K 4G này, bạn comment ngay dưới video này, điện thoại ở số mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.